Xem phim búa hay nhỉ cho con bộ. Được chưa bố? Woo!
Bật lén dần lên, cứ lén thả không phát là được thả từng một ấy. Thả từng một thôi. Thả cao thả nhiều, một từng một. Rồi, thấp xuống lại. Dần dần hai bố con mình sẽ thu hoạch hết. Con cứ ở dưới đấy là để bố thu đấy. Thank you.
Chín ngọt lắm đấy nhá. Ngọt thế nhỉ?
con bố nhỉ. Quả tỉ dưới chưa? Mướp à? Còn mây loi. Còn mây loi à bà? Ừ. Tập còn mây loi. Mướp loi à? Nè, chẳng việc. Đấy nó bảo một hôm đứa con đấy phải là bỏ mũi ra mà ấy thế là thấy cái sau thì bỏ mũi luôn. Lão đội mũi một chục.
tay của con gái nó kiểu như kiểu của riêng này. Mà sao ý của bố là thế nào? Tay nếu mà tay mà kiểu như của riêng này nó là tay cùi, tay cùi. Tay mà có kiểu như thế à? Không ấy. Ăn chó suốt ngày. Cho vào gùi đi. Cái này để bố cắt cái gốc này. Cười. Hay nhỉ. Đẹp cái giống thịt hè. Đẹp nhỉ.
Xem mà người ta có ấy giống ấy, mình mua về để làm giống nhỉ? Vịt đây chắc là đẻ được không nhỉ? Ấp cho làm giống. Đây này, cái màu đỏ này, trứng của nó lại chắc là màu đỏ. Thank you.
đại trà chuyển chuyển đi làm này. Thank you.
不敢转。
Trồng món rau mồng tươi này hả? Tốt thế.
được cái gì. Quả kia thế nhỉ? Không, lấy quả này nó ra được.
Rồi, đây, một con mình đặt mấy vào đây đi. Sao cắn nhé, xếp vào đây nhé. Vào mâm phát ai cũng thích. Giòn thế nhỉ. Thank you.
Đây là chỗ.
đẹp thế giới. Thank you.
ngọt. Em mày cái chám kia là chám sẹo hay chám gì đấy?
Thơm lắm này.
À, tay tay tay. Đây là cái nhổ này. Đấy.
Nhưng người ta nói như kiểu nó cứ rụt tỏi ấy nhỉ. Như tỏi nhỉ. Thế leo lên đây xem được không?
đau phết đấy.
xếp sang nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ra biển. Tiếng rồi. Mai ra trường ai cũng biết. Cái máy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon này. Sóc quê nhỉ? Được. Dễ mổ. Quả đĩa nữa này, bỏ gì? Dạ. Hết. Giờ anh cho thì em mà anh cầm lúc mùa về rồi đó anh. Sao tay em bẩn lắm. Nhiều nhỉ. Đây ở trên chợ người ta bán 10.000 mấy lạng này. 4 lạng. 3 hay 4. Đây là 3 lạng. Con gái mà nó mà đẻ được thằng con trai như thế là thằng con này nhỉ. Trường mà bông bây giờ bông được mấy tháng rồi? Được đến tháng đẻ cách đây khoảng độ 20 ngày. Mọi con trâu vẫn như ngày hết. Chợ cũng là từ lúc bảy mắt ra.